là con gái phải sinh cùng với máy uốn tóc tự động xoay 360 độ. Chỉ trong 5 đến 7 phút, thay đổi diện mạo mới từ cô bé lọ lem thành công chúa lọ lem. Sở hữu máy uốn tóc tự động, bạn lúc nào cũng đẹp ngay cả khi đi ngủ. Một mái tóc đẹp khiến chị em phụ nữ tự tin và quyến rũ hơn. Bạn không biết cách, đừng lo, hãy để máy uốn tóc tự động làm điều đó. Bạn không cần phải ra ngoài tiệm làm đẹp hàng giờ đồng hồ, vừa tốn kém, vừa mất thời gian. Chỉ cần ở nhà, nhấc máy uốn tóc lên, bấm nút, máy sẽ hút tóc, tự uốn, tự xoay mà chẳng cần bạn phải làm gì hết. Và chỉ trong một nốt nhạc, bạn có ngay một mái tóc xoăn bồng bềnh, tự tin xuống phố. Máy uốn tóc tự động xoay 360 độ với tông hồng phấn mix trắng quá yêu kiều. Hãng thiết kế chu đáo từ bao bì, tặng kèm thêm hai kẹp phân tóc và một lược chải tóc màu hồng cùng tông cực xinh. Thiết kế hiện đại thông minh với 4 thanh đỡ tóc, sau khi gài nhẹ tóc vào trục uốn, máy sẽ tự động xoay chiều xoăn trái hoặc phải. Thanh trục uốn được ưu ái thiết kế dài hơn so với các dòng máy uốn khác nên rất thuận tiện khi thao tác. Tốc độ chiều xoay trái phải được cải thiện, xoay nhanh hơn. Thời gian tạo kiểu lại càng rút ngắn, nhanh và thuận tiện hơn. Trục uốn size 28mm, sóng bồng bềnh, chuẩn tóc ngắn dài đều phù hợp. Máy uốn tóc tự động xoay 360 độ, sự lựa chọn hoàn hảo cho mấy chị em vụng về không biết uốn tóc. Làm đẹp nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Chị em nào thích làm đẹp mà sợ uốn thật tóc bị hư tổn thì sắm ngay một em xài cho tiện. Không cần lo tóc bị hư hỏng vì hóa chất. Áp dụng công nghệ mới phủ gốm tourmaline trên trục uốn, chống hư hại tóc và giữ nếp đến tận 24 giờ. Giúp tóc luôn đẹp ngay cả khi bạn đi ngủ. Còn chần chừ gì nữa mà không chốt ngay một bộ sản phẩm, mua một lần dùng mãi mãi. Sản phẩm cam kết chính hãng, bảo hành 12 tháng. Nhận đổi trả trong vòng 7 ngày nếu phát hiện có lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt miễn phí vận chuyển toàn quốc khi đặt hàng ngay hôm nay. Để lại số điện thoại bên dưới video này để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.